Mọi người biết gì chưa? Thế giới nhà tắm này đã ra mắt một showroom siêu to, siêu hoành tráng luôn đó. Chào mừng quý khách hàng đã đến với showroom mới nhất của Thế giới nhà tắm, với mong muốn giúp cho quý khách hàng có một trải nghiệm mua sắm thật là tuyệt vời hơn. Thì Thế giới nhà tắm đã nâng cấp showroom lên, trở nên sang xịn mịn hơn rất là nhiều luôn đó. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá bên trong showroom có gì đặc biệt nha. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt gặp khu vực trưng bày bồn cầu. Ở đây gồm hai bồn cầu chính, đó chính là bồn cầu phổ thông và bồn cầu trứng, với đa dạng mẫu mã luôn. Và bồn cầu thì được nung ở nhiệt độ cao, áp dụng công nghệ men Aqua Ceramic sẽ giúp cho bồn cầu luôn sáng bóng và dễ dàng vệ sinh. Ngoài ra, Thế giới nhà tắm còn trưng bày bồn cầu treo tường và bồn cầu thông minh nữa. Có cả một khu vực để cho khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm ngay tại đây luôn. Và phía bên trên sẽ là khu vực trưng bày cây sen, được trải dài đến cuối showroom với những kiểu dáng đẹp về ngoại hình và đa dạng về công năng. Và không những vậy, sát bên đây sẽ là khu vực trải nghiệm cây sen tắm. Quý khách hàng có thể thử trực tiếp ngay tại đây luôn. Những cây sen mà hot nhất tại Thế giới tắm chúng tôi sẽ lắp đặt tại đây để cho khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp công năng của sản phẩm. Nhà tắm thì không thể nào thiếu lavabo rồi phải không? Ở đây chúng tôi có rất là nhiều loại lavabo luôn. Từ những loại đơn giản như là lavabo treo sứ trắng, lavabo đứng, đến những loại có thiết kế hiện đại như là tủ lavabo và bàn đá lavabo 2 tầng với những công năng vượt trội như là khả năng kháng nước, chống mối mọt, cong vênh. Sản phẩm vừa đa dạng mẫu mã mà còn vừa chất lượng nữa thì quý khách không thể nào bỏ qua nha. Một điều mà mình rất thích ở showroom này đó chính là ở đây có rất là nhiều khu vực để trưng bày bồn tắm. Đây, đây và đây nữa. Gần như là các mẫu bồn tắm đều được trưng bày tại đây để khách hàng có thể thấy tận mắt, sờ tận tay sản phẩm. Bồn tắm được làm từ nhựa acrylic cao cấp với khả năng sáng bóng, độ bền cao và dễ dàng vệ sinh. Với cái sự đa dạng về màu sắc cũng như là kiểu dáng như thế này thì khách hàng có thể thoải mái lựa chọn mẫu bồn tắm phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, Thế giới nhà tắm còn trưng bày đèn trang trí cũng như là thiết bị điện của nhiều thương hiệu với giá vô cùng ưu đãi. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm nhé. Đến với Thế giới nhà tắm là không thể nào bỏ qua khu chậu rửa chén. Ngoài dòng chậu inox 2 hộc cơ bản thì ở Thế giới nhà tắm còn trưng bày thêm những dòng chậu 1 hộc đang rất là hot năm nay nữa. Và nổi bật hơn cả đó chính là dòng chậu rửa chén đá granite đang được rất là nhiều khách hàng yêu thích bởi kích thước đa dạng, thiết kế thanh lịch và khả năng chống ồn, chống thấm vô cùng hiệu quả. Điểm đặc biệt mới của showroom này chính là đây. Đây là một căn bếp mẫu Thế giới nhà tắm đã xây dựng nên, có đầy đủ tất cả các thiết bị luôn, như là bếp từ nè, rồi máy hút mùi nè, và những cái thiết bị nhà bếp khác quý khách hàng có thể tìm mua tại Thế giới nhà tắm nha. Và nổi bật hơn cả đó chính là mặt đá bếp đúc liền khối. Đây là một sản phẩm đang rất là hot tại Thế giới nhà tắm luôn, bởi vì cái thiết kế liền lạc, không mối nối, cùng với đó là bảng màu sắc vô cùng đa dạng và khả năng chống thấm tuyệt đối nữa. Một khu vực mà quý khách hàng cần phải ghé đến đó chính là khu vực trưng bày combo. Ở Thế giới nhà tắm có rất là nhiều combo tương tự như thế này, và những combo hot nhất tại Thế giới tắm sẽ được trưng bày tại đây. Những combo này sẽ giúp cho quý khách hàng có một cái hình dung rõ ràng hơn phòng tắm nhà mình sẽ cần những thiết bị nào, cũng như là tiết kiệm cho quý khách hàng khi mà lựa chọn sản phẩm đó. Thế giới nhà tắm luôn nỗ lực để đưa đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng, giá tốt bằng những chương trình khuyến mãi vô cùng ưu đãi, đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp cùng với chính sách bảo hành chính hãng từ thương hiệu. Và để biết thêm thông tin chi tiết về cửa hàng cũng như là những sản phẩm có mặt tại showroom, quý khách hàng có thể truy cập vào trang web thegioinhatam.com hoặc là liên hệ vào những số hotline bên dưới, chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất nha. Hẹn gặp lại quý khách hàng tại showroom Thế giới nhà tắm. Xin chào.